Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Ngô Kiến Huy thời gian gần đây đang bị cư dân mạng soi ra rằng ca sĩ này đang hẹn hò cùng với một cô bé hot girl của nhóm Pháp TV, một cô bé vô cùng dễ thương và xinh xắn. Vậy xin mời quý vị và các bạn cùng Tin Tức Tinh Túy tìm hiểu về cuộc hẹn hò này quý vị nhé. Xin kính mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ngô Kiến Huy tiếp tục bị cư dân mạng soi ra chi tiết dấu vết tình yêu. Tin đồn chàng bắp và hot girl Ribi Sachi của nhóm Pháp TV xuất hiện từ trước nhưng cả hai đã không lên tiếng. Lần này thì fan đã tìm ra bằng chứng hẹn hò bí mật của cặp đôi, dù cả hai đã rất là khéo che đậy. Trong bức ảnh mới đây, Ngô Kiến Huy đăng hình ảnh chụp cùng Minen, tưởng chừng như là chỉ là một bức ảnh bình thường trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc trước đó. Tuy nhiên, fan đã nhanh chóng nhận ra điều đặc biệt. Đó chính là bối cảnh của bức hình Ngô Kiến Huy trùng khớp với hình ảnh mà Sĩ Thanh đã đăng trong dịp đến Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 2. Đó chính là ngày lễ Valentine đấy quý vị và các bạn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nhóm bạn đi du lịch cùng với Sĩ Thanh thời điểm đó còn có hot girl Ribi Sachi. Chính vì vậy, fan lập tức đặt ra vấn đề chàng bắp và hot girl của nhóm 2 đã bí mật hẹn hò tại Hàn Quốc trong dịp Valentine. Ngô Kiến Huy đóng MV ca nhạc cùng với Ribi Sachi vào cuối năm 2018. Cả hai từng vướng nghi vấn hẹn hò khi bị fan phát hiện một số điểm trùng khớp trên ảnh đăng. Tháng 9 năm ngoái, hai người cùng chọn Nhật Bản để đi du lịch và cách tạo dáng khi chụp hình khá là giống nhau. Thưa quý vị, Vinh Dâu thuộc nhóm Pháp TV đã có lần bình luận ẩn ý về việc Ngô Kiến Huy hẹn hò. Lêu lêu có người mà các bạn không hề biết nè. Vinh Dâu comment và ngay lập tức nhận được câu hỏi: vậy là anh bắp có người yêu thật rồi hả anh Vinh? Hai thành viên trong nhóm Pháp TV cùng với Ribi Sachi là Vinh Dâu và Trần Long nhiều lần bình luận ẩn ý dưới các bài viết của Ngô Kiến Huy. Vâng, Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, là người gắn bó và đồng sáng lập nhóm hài Pháp TV. Tháng 9 năm ngoái, nhóm Pháp TV nhận được nút kim cương của YouTube nhờ thành tích hơn 10 triệu người theo dõi trên kênh. Đây là kênh YouTube đầu tiên của Việt Nam đạt được thành tích này. Ribi được khen ngợi có ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên, còn được ví là hot girl không tuổi vì khá là trẻ trung. Ngoài diễn xuất, Ribi Sachi còn làm người mẫu ảnh, thời trang. Người đẹp 9X sở hữu một trang Instagram có 1,2 triệu người theo dõi. Cô nàng tạo ấn tượng với thời trang thanh lịch, năng động và quyến rũ. Có mối quan hệ thân thiết với các thành viên của Pháp TV, nhưng Ngô Kiến Huy chỉ theo dõi Ribi Sachi trên Instagram. Điều này khiến fan càng thêm nghi ngờ chuyện hẹn hò bí mật của cặp đôi này. Nếu như Ngô Kiến Huy đã chia tay mối tình 8 năm với Khổng Tú Quỳnh, thì Ribi Sachi lại khá là kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng tiết lộ về bạn trai. Cô nàng này kém Ngô Kiến Huy 2 tuổi, thưa quý vị và các bạn. Vâng, và đây là một số hình ảnh xinh đẹp, thanh lịch của cô nàng hot girl này quý vị nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị ơi, quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký ở phía dưới quý vị nhé. Ấn cả vào chiếc chuông bên cạnh để cập nhật được những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.